Chào bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cường NFT. Chúc bạn ngày vui vẻ nha. Trên tay mình đây đang có một hộp khá là to. Nếu mà bạn nào đã xem cái video cũ của mình cách đây từ năm 2019, chính xác là ngày 24 tháng 12 năm 2019, mình có mua một cái máy lọc không khí của Xiaomi Air Purifier 3H. Cụ thể là máy lọc không khí 3H của Xiaomi. Máy đấy là có cảm ứng, có kết nối với app đó. Và sau 20 hết 2020 này, hết 2021 này, đầu năm 2023 22, vậy là khoảng hơn 2 năm, 2 năm rưỡi, 2 năm 3 tháng thì là cái lõi lọc không khí của nhà mình là nó hết cái phần trăm lọc rồi. Thì theo như mình biết ấy, thì cái lõi lọc không khí khi mà mình rửa với nước ấy, cái lõi lọc ấy thì nó sẽ bị hỏng. Các bạn chỉ có thể là vệ sinh hay gì đó thôi. Tuy nhiên thì dùng hơn 2 năm rồi thì mình nghĩ là chúng ta nên thay cái lõi lọc không khí mới. Thì mình có mua một cái lõi lọc không khí mới. Tất nhiên rồi, link mua hàng của cái máy lọc không khí thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo. Ngày xưa mình mua với giá khoảng 3 triệu 3. Bây giờ giá của nó chỉ tầm khoảng 3 triệu thôi. Ngày xưa mình mua với mục đích là lọc không khí, vì là đợt đấy là Hà Nội là khá là ô nhiễm. Đó, tuy nhiên thì bây giờ nhà mình mở là hầu như cũng là 24/24. Vì có những lúc mà cái ví dụ thắp hương hoặc là mở cửa ra thì cái không khí nó ô nhiễm rất là nhiều. Đó, cái video đấy mình cũng sẽ để phần mô tả video để các bạn tham khảo. Và đây là cái lõi lọc không khí. Lọc không khí thì mình mua thì nó sẽ có 3 loại. Một loại là xanh lá, một loại tím và một loại đen của là HEPA. Đó, thì mình sẽ đọc qua một chút là cho các bạn xem là cái loại HEPA này nó sẽ khử mùi các thứ được chuẩn hơn là những loại khác. Và mình mua với giá là 539.000. Loại tím là 538.000 và loại xanh là 519.000. Và những cái loại lọc không khí này thì nó sẽ lọc bụi mịn ở 2.5 PM 2.5. Vì bây giờ mình sẽ rạch cái sản phẩm này ra. Cái này mình mua của công ty Mi Sài Gòn ở trên Shopee. Sau khi mình rạch cái này ra ấy, thì mình sẽ về nhà mình nhờ mẹ mình vệ sinh qua cái lõi lọc không khí. Bởi vì sao? Bởi vì sau quá trình hơn 2 năm sử dụng ấy thì nhà mình là mình cũng chưa vệ sinh, tức là chưa lau chùi gì cả. Cho nên là đằng nào cũng thay lõi lọc thì chúng ta sẽ vệ sinh, sau đó chúng ta lắp lõi lọc vào. Lắp vào thì nó rất là đơn giản, là chúng ta chỉ đút vào là xong thôi. Đây các bạn nhé, thì sản phẩm này thì bên trong là bên ngoài xốp bọc một cái túi chống sốc này đó để đảm bảo này. Bên trong là một chiếc hộp như này đó. Thì đây thì khi mà mình mua hàng xong ấy, thì shop cũng đóng gói và shop mới gửi lại hình đóng gói cho mình thì cũng rất là nhiệt tình. Đầu tiên các bạn có thể thấy ngoài vỏ hộp, chúng ta xem ngoài vỏ hộp một chút nhé. Thì chúng ta không được dẫm đạp hoặc là cho cái sản phẩm này dính tới nước này. Sản phẩm 3 trong 1 này. Đấy, đây là loại lọc này. Đây là tên của, đằng sau đây là tên của sản phẩm này. Bộ lọc không khí này. Đó, thì cái sản phẩm này thì nó phù hợp với các máy như là 1, 2, 2C, 2H, 2S, 3, 3C, 3H. Thì nhà mình dùng lại là 3H. Đó, Mi Air của HEPA. Model là M8R FLH, chiều cao là 293 mm, chiều rộng là 200 mm. Đó, ở đây có một thông số các thứ. Đó, và cái những cái tem. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở cái hộp sản phẩm này ra. Sản phẩm này vẫn nguyên siêu luôn các bạn nhé. Thì mình cầm cái sản phẩm này tương đối là nhẹ thôi chứ nó không không nặng đâu. Là cây là không khí thì nó mới tương đối là nặng, chứ còn sản phẩm này thì cũng nhẹ thôi. Đây, bên trên của sản phẩm này chúng ta có một cái quyển sách khá là dày, sách hướng dẫn thôi, nhưng mình nghĩ là nó cũng chả có gì để mà hướng dẫn đâu. Tiếp theo là lõi lọc. Bên trong cái hộp này không có gì các bạn nhé.
chúng ta sẽ xem cái loại lọc đó. Loại lọc đây đây các bạn nhé, đây là chiếc loại lọc không khí HEPA màu đen. Thì khi mà mình mở ra cái loại lọc nhà mình ra ấy, thì xung quanh cái phần này nó bám rất là nhiều bụi, và cái loại lọc này và nó sẽ lọc không khí, nó lọc cái bụi xung quanh trong này. Trong này có mấy lớp để lọc bụi cơ. Và khi chúng ta dùng ấy thì bạn thì thấy là ở đây nó có cái dây như này để chúng ta kéo ra đút vào, kéo ra đút vào. Đó, và thông tin của sản phẩm này thì được dùng khoảng từ 6 đến 12 tháng. Với cái loại lọc này dùng khoảng 6 đến 12 tháng. Tuy nhiên nhà mình dùng khoảng hơn 2 năm. Tức là thời gian đầu thì mình thường hay hẹn giờ là tắt bật tức là dùng khoảng 2 tiếng lại tắt, 3 tiếng lại tắt, xong rồi tức là khoảng cứ khoảng 6 giờ, 12 giờ, 6 giờ, 12 giờ. Đó, ngày bật tắt 4 lần. Là khoảng 2 3 tiếng. Tuy nhiên thì gần đây nhà mình lọc thường xuyên 24 24 thì nhanh hết hơn. Đó. Ở dưới đây nó cũng sẽ có thông tin về cái sản phẩm như này. Không biết các bạn nhìn không? Đó, đây. Thì ngay sau đây mình sẽ có một cái video mình nhờ mẹ mình mở cái sản phẩm này ra xem cái lõi lọc cũ nó bẩn như lúc nào, và chúng ta sẽ vệ sinh và chúng ta đút cái lõi lọc vào. Ok các bạn nhé. Đây các bạn nhìn rõ hơn cái lớp bên ngoài của chiếc lõi này, và đây là phần bên trong của chiếc lõi, là màu đen thôi, nó không có gì. Đó, ok. Thì đây khi mà các bạn vào shop các bạn có thể đọc được ấy, thì là cái lõi lọc màu tím ấy thì là lọc được là bụi mịn PM 2.5 và tăng cường lọc khuẩn. Còn với cái lõi lọc màu xanh ấy là lọc bụi mịn PM 2.5 và tăng cường khử mùi. Còn cái màu đen này, màu xám này là lọc bụi mịn đến 0.3 UM và PM 2.5 lọc khuẩn và lọc mùi. Đó là nó tổng quát luôn cả hai kia. Thì không biết là chất lượng thì nó như thế nào. Tuy nhiên thì tốt nhất là cứ mua loại tốt nhất đi. Nó chênh nhau cũng không quá nhiều. Nó khi lắp vào nó như thế này đây. Đây nha các bạn nha. Đây là cái máy lọc không khí Xiaomi 3H nhà mình này. Thì bây giờ mình sẽ thay cái lõi lọc này ra. Bây giờ mẹ mẹ hộ con. Mẹ bấm cái này không phải mở ra. Đấy. Đây mình kéo cái này ra này. Không, cầm trên kéo ra. Đây các bạn thì nhìn thấy đây, cẩn thận tay mẹ bẩn này. Đây này. Đây là cái những mảng bụi bẩn này. Đây cái bụi này nhà mình có khi là còn không bẩn bằng nhà người ta đâu, vì nhà người ta mình thấy là bán bụi ghê lắm. Nè, những mảng bụi này. Bên trong này thì nó cũng không có gì để mà bụi lắm. Mẹ thử lau cái này đi xong. Lau cái này đi xong rồi. Bất đi. Bụi kìa. Thôi chắc khả năng vứt đi rồi. Vì cái lõi lọc bên trong nó có những cái lớp than hoạt tính nữa. Bây giờ mình lắp cái đấy lại. Cái đầu tiên con tưởng cái này là nó sẽ bị bụi nhiều, nhưng mà nó bị hết qua theo thời gian thôi. Đúng rồi. Hơn 2 năm mà. Hay cứ lau đi xong rồi ấy lại nhỉ. Thế mẹ thử lau đi xong rồi lắp lại xem có được không? Vì là cái máy của Xiaomi này ấy, nó báo là có được phần trăm mà, phần trăm của cái lõi lọc này được bao nhiêu mà, thì nhà mình nó báo hết phần trăm rồi. Đây là mình mới mua cái mới. Đây là mẹ lau thử xong rồi lắp lại cắm lại xem nó có được. Cực bụi luôn, cực bẩn luôn. Dạ. Hơn 500 nghìn. Mà dùng được mấy năm? Hơn 2 năm. Nhưng mà theo khuyến cáo thì là chỉ dùng khoảng 6 tháng đến 1 năm thôi. Xong mẹ lau cả bên trong cái máy. Lại sáng nay nó lại được cái gì? Không biết, được thử xem. Vì bên trong nó còn mấy cái lớp lõi như kiểu máy lọc nước nữa cơ. Bên trong này nó cũng tương đối nó bẩn các bạn ạ. Đây này, bên lau không bị lấy lau trong này không phải tao không, không thế thôi, để lau thử chứ mà xem nó có sạch lại không thì mình lại tận dụng tiếp.
nó lo cả cái thành ấy, đấy, cái thành đấy. Vì cái thành đấy, cái thành để nó hút bụi qua cái thành đấy. Khiển điều hòa á? Đúng. Bật quạt chứ khiển điều hòa làm gì? Bật quạt thôi, khiển điều hòa làm gì? Cái vào bật quạt này nghe, vào nó lạnh chết được ấy. Nóng mà vã mồ hôi này này. Lấy mẹ lau bên trên nữa. Dạ. Đấy, lắp vào thử xem. Đó, lắp thì mẹ cho đấy co que như thế. Đây là loại cũ nhé các bạn nha. Đấy rồi, mẹ đậy lại. Đúng rồi. Không như kia. Mẹ bóp cái kia lại. Đấy, rồi. Đó, filter remaining 0% rồi. Vậy là không được. Không được. Tức là nó lọc, nó vẫn lọc đấy, nhưng mà cái độ lọc của nó không được nữa rồi. 0% rồi. Thế rồi. Rồi, thay ra thôi. Rồi, mẹ rút ra thôi mẹ. Mẹ lắp cái kia vào. Đặt lên nữa không? Đặt lên. Sạch thế không được. Thế chứng tỏ là cái này nó lõi bên trong đấy, kiểu như thế. Lắp như thế. Đúng rồi. Rồi, phải đậy nắp vào. Đó, các bạn nhìn thấy filter là 100% rồi. Mình vừa thay cái mới đó. Thì khi mình thay cái mới này thì nó lọc nó được đảm bảo này. Thì mình giới thiệu lại một chút về cái máy lọc Xiaomi này nhà mình. Thì nó có đo nhiệt độ, trong nhà hiện tại là 27 độ C, độ là 83%. Nó có chế độ bắt wifi để chúng ta có thể điều khiển qua app. 016, đây là độ không khí nó tốt này, ví dụ khoảng lên 50-60 là nó sẽ màu cam và màu đỏ. Đây chữ A là tự động này, chế độ này chế độ ban đêm này, chế độ này chế độ gió hút mạnh hút nhẹ này. Đấy là 3 chế độ. Và đây chế độ A là chế độ tự động. Đó, chỉ có loại lọc không khí này mình mua với giá là hơn 500.000, 500 mấy nghìn đấy. Thì link mua hàng của sản phẩm này thì mình sẽ để dưới phần mô tả video để các bạn tham khảo nha. Và cũng không có gì nói nhiều hơn về cái sản phẩm này cả. Xin chào tất cả các bạn ở những video tiếp theo của Cường Nào Cà Tê nha. Đó. Và các bạn nên có một cái máy lọc không khí như thế này. Ví dụ như chúng ta mở 24/24 thì cái lõi lọc này chúng ta dùng được 1 năm. Là 1 năm mà 500 thì cũng gọi là được, đúng không? Nó sẽ lọc bụi này, lọc không khí này, lọc kháng khuẩn nữa. Vì có 3 loại mà mình mua loại HEPA lọc an toàn nhất, bụi mịn là 2.5 PM. Ok.